Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 162. Hành hình. Vậy cũng không tới phiên ngươi, con kỹ nữ này xen vào chuyện của ta. Thường tại thanh sững sờ, nàng sớm biết Thẩm Nguyệt không như vẻ bề ngoài nhã nhặn, nhưng cũng không ngờ miệng lưỡi của Thẩm Nguyệt lại sắc bén như vậy. Theo bản năng, nàng nhìn về phía Thẩm Vạn nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là thẩm vạn chẳng thèm để ý đến nàng như thể lời thẩm nguyệt nói không liên quan gì thẩm nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của thường tại thanh đắc ý nói sao ngươi còn muốn cha ta lên tiếng giúp ngươi à hiện tại khắp kinh thành ai mà không biết thường tại thanh ở liễu châu bị người ta khinh miệt đều nói kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa xem ngươi cũng tự xưng lễ nghi chu toàn sao lại không biết xấu hổ như vậy còn không bằng nàng đầu bảng trong thanh lâu. Ngươi, ngươi nói bậy bạ cái gì? Thường tại thanh trong lòng lo sợ, theo bản năng đáp lại. Nàng vẫn bị nhốt trong lao, không biết chuyện bên ngoài, không hiểu rằng sự việc ở Liễu Châu đã lan truyền khắp nơi, hiện tại cả định kinh thành đều coi nàng như trò cười. Ngươi không biết nhỉ? Thẩm Nguyệt tức giận, thẳng thắn nói thêm để kích động nàng. Ngươi ở Liễu Châu, chồng và con ngươi nhớ nhung ngươi không ngớt còn đến định kinh thành tìm ngươi. Điền lực đã quỳ gối trước cửa nha môn từ sớm, đánh trống kêu an. nói thẩm phủ trắng trợn cướp đoạt dân phụ. Thường tại thanh run lên, tự biết không thể giấu giếm, nhưng nhìn thẩm nguyệt, thấy thẩm vạn không tỏ vẻ ngạc nhiên, run giọng hỏi, ngươi. Ngươi đã sớm biết rồi. Cái gì? Ngươi nói là thẩm lão phu nhân. Bà cho rằng thẩm nguyệt và thường tại thanh không hợp nên mới nói lời nhục mạ giờ mới hiểu ra, hỏi, ngươi đã gả cho người khác. Ngươi còn có con trai? Thường tại thanh không đáp, thờ ơ lạnh nhạt, Trần Nhược Thu cười nói, mẹ còn không biết à, ngài tỉ mỉ chọn cho con trai mình nàng này, đến giờ lại là người của người khác. Thẩm ra nuôi con dâu từ nhỏ cho người khác, thường tại thanh sinh con, nói cho cùng, không phải họ thẩm. Bên ngoài nói thẩm ra thật đặc sắc, mẹ cũng nên nghe một chút thẩm quý cũng bất ngờ trước tin tức này. Thường tại thanh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nhìn Trần Nhược Thu một chút, cười lạnh, không che giấu dáng vẻ dịu dàng, nói, ta gả cho người khác thì sao? Sinh con thì sao? Thẩm ra có gì sạch sẽ như ngươi nói, chỉ là 50 bước cười 100 bước thôi. Ta gả tới cũng không hưởng mấy ngày phúc đã phải chịu tội, ai hại ai còn chưa chắc đâu. Thẩm lão phu nhân nghe vậy, tức giận, bị tống vào đại lao, vừa sợ vừa buồn bực, không thể phát tiết, thường tại thanh đánh trúng điểm yếu. Bà không nói hai lời liền nhào tới thường tại thanh, một bên lôi kéo tóc thường tại thanh vừa mắng, tiện nhân. Ta cho phép người hại thẩm ra, ta cho phép người hại thầm ra, không biết xấu hổ. Thường tại thanh cũng không phải loại nhẫn nhục chịu đựng, trước đây tại thẩm phủ có mưu đồ nên có thể nhẫn nhịn, hiện tại mặt nạ đã bị đâm thủng, không kịp nghĩ nhiều, lúc này liền cùng thẩm lão phu nhân đánh nhau. Thẩm lão phu nhân tuy tuổi đã cao, nhưng khi đánh nhau vẫn còn mạnh mẽ như thời trẻ, khi bà từng sống lăn lộn trong phố phường. Thường tại thanh dù trẻ tuổi và khỏe mạnh, nhưng tự xưng là người đọc sách không quen đánh nhau, nên cũng không chiếm được ưu thế. Hai người vừa đánh vừa chửi rủa tạo nên cảnh hỗn loạn không thể tả. Thẩm quý thấy vậy muốn can ngăn, nhưng vì nam nữ bị nhốt riêng trong phòng giam, nên không thể làm gì còn thẩm nguyệt và trần nhược thu thì lại không muốn can ngăn trần nhược thu lạnh lùng nhìn thẩm nguyệt thậm chí còn cười tất cả im bặt khi thường tại thanh đau đớn gào lên thẩm lão phu nhân đẩy thường tại thanh ra mặt bà đầy vết chảy xước tóc tai rối bù nhưng ánh mắt đầy thỏa mãn nhìn người nằm trên đất thường tại thanh nằm co do ôm bụng dưới đau đớn rên rỉ liên tục dưới người nàng máu tươi dần chảy ra thành vũng lớn. Nàng đã sảy thai trong lao ngục. Không biết thẩm lão phu nhân đã đánh trúng chỗ nào, nhưng do cơ thể yếu đuối sau nhiều ngày ăn uống không hợp khẩu vị, thường tại thanh đã bị thương nặng trong trận đánh. Thẩm quý không biết phải làm sao, nhìn về phía thẩm vạn, thấy ánh mắt thẩm vạn không thay đổi, nhìn thường tại thanh đau đớn như nhìn một người xa lạ. Thẩm lão phu nhân điên cuồng nhìn thường tại thanh, miệng hùng hổ, tiện nhân. Đáng chết. Tiện nhân. Thẩm Nguyệt sợ máu, thấy máu chảy ra càng nhiều, làm đỏ cả một mảng đất, càng sợ hãi hơn, liền nép vào Trần Nhược Thu. Trần Nhược Thu ôm Thẩm Nguyệt, khóe miệng nở nụ cười. Thường tại thanh đau đến mơ hồ, cố gắng kêu gọi ngục tốt, hy vọng có người phát hiện tình trạng của nàng và tìm thầy thuốc. Nhưng các ngục tốt đi qua chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt và chào phúng, không ai muốn giúp không biết đã rên gì bao lâu, thường tại thanh dần không thể phát ra âm thanh, chỉ còn thở thoi thóp, như thể sắp sôi tay về cõi chết. Trong phòng giam im lặng đáng sợ, thẩm ra nhìn thường tại thanh với ánh mắt căm ghét, không kiên nhẫn, trào phúng, hoảng sợ, khinh miệt, nhưng không có chút đồng cảm nào. Tai nạn làm con người trở nên vặn vẹo, khi ở vị trí đối lập, càng không có lòng đồng cảm. Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu cho rằng thường tại thanh tự làm tự chịu, Thẩm Vạn nghĩ thường tại thanh lừa dối nên chết là đáng. Thẩm Quý cũng không phải người tốt, và Thẩm lão phu nhân thì hận không thể xé thường tại thanh thành mảnh vụn. Thường tại thanh nửa đời trước có lẽ rất thuận lợi, nửa đời sau tuy không thuận, nhưng nàng tin rằng với tài trí của mình, có thể đạt được phú quý. Nàng có thể vì phú quý mà tranh đấu, không cần lương tâm và mặt mũi, nhưng ai ngờ nơi mưu cầu phú quý lại là nơi chôn xương và những người nàng đối đầu còn đáng sợ hơn cả thú dữ vào lúc này thường tại thanh bỗng nhớ về thời gian ở liễu châu với người chồng vô dụng say rượu và đứa con trai lúc nào cũng yên lặng bổ củi cho gà ăn nàng thì thầm trong cơn hoảng loạn hòe sinh thẩm nguyệt hơi nhướng mày nàng nhắc đến ai vậy trần nhược thu lắc đầu mẹ sao mẹ trông có vẻ không có tinh thần vậy thẩm nguyệt kéo tay trần nhược thu lần này sự việc nghiêm trọng lắm sao chúng ta khi nào mới được ra ngoài không có gì đâu đây chỉ là chuyện nhỏ khi bệ hạ điều tra xong sẽ thả chúng ta ra yên tâm đi con nghỉ ngơi một chút lát nữa tỉnh dậy mới có sức trần nhược thu mỉm cười đáp thẩm nguyệt nghe vậy cảm thấy yên tâm hơn liền dựa vào trần nhược thu nhắm mắt nghỉ ngơi thẩm lão phu nhân nghe xong lời trần nhược thu cũng dần bình tĩnh lại Tuy bà vẫn không hài lòng với Trần Nhược Thu, nhưng so với Thường Tại Thanh, bà cảm thấy Trần Nhược Thu cũng khá hơn nhiều. Bà cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đất, Thường Tại Thanh không ai quan tâm xem nàng sống hay chết. Trần Nhược Thu nhìn Thường Tại Thanh, cười lạnh một tiếng, rồi lập tức ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Lần này liệu có còn đường sống? Trần Nhược Thu lo lắng, dù nói dối để an ủi Thẩm Nguyệt, nhưng trong lòng nàng biết rõ họ chỉ sợ khó mà thoát khỏi cái chết. Không ai hiểu rõ thẩm vạn hơn Trần Nhược Thu. Nếu còn một tia hy vọng, thẩm vạn sẽ không có phản ứng như thế này. Hắn ngồi lặng lẽ, thẫn thờ, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, từ thẩm gia trở thành trò cười ở định kinh, thẩm lão phu nhân và thường tại thanh đánh nhau, hay thậm chí việc thường tại thanh xảy thai. Thẩm vạn đã tuyệt vọng. Thẩm vạn đã tuyệt vọng, Trần Nhược Thu cũng không còn lý do gì để hy vọng. Khi nhận ra kết cục này, Trần Nhược Thu không thấy quá bất ngờ. Trước đây, khi Trần Gia và Thẩm Gia đối đầu nhau trên tòa án, Trần Nhược Thu đã nếm trải sự lạnh lùng của nhân tình. Bị Thẩm Vạn bỏ rơi cũng khiến nàng đầy vết thương. Đến lúc này, Trần Nhược Thu đã mệt mỏi, không còn quan tâm đến kết cục của Thường Tại Thanh. Cùng chết thì cũng tốt, chết rồi thì ở dưới lòng đất, vẫn là một nhà. Trần Nhược Thu nghĩ. Tam đệ trong sự im lặng, Thẩm Quý là người đầu tiên pha vỡ không khí, hắn hỏi: "Ngươi có thấy, Thẩm gia mấy năm gần đây như gặp phải cái gì xui xẻo?" Trước kia khi cha còn sống, không có nhiều chuyện như vậy. Thẩm Quý, từ khi bị phát hiện tổn thương con cháu, mỗi ngày đều sống mơ hồ, hiếm khi tỉnh táo hỏi một chuyện nghiêm túc. Thẩm Vạn liếc nhìn hắn, giọng không phân rõ cảm xúc, nói: "Là khi cha còn sống, hay khi Thẩm Tín còn ở đây?" thẩm quý nghẹn lời. Thực ra, nói là thời kỳ thẩm lão tướng quân cũng không chính xác. Chính xác hơn, thẩm phủ bắt đầu xuống dốc từ khi đại phòng tách ra. Hai năm trước, khi thẩm tín mới trở về kinh thành, sự nghiệp của họ đã gặp khó khăn, nhưng lúc đó thẩm gia chưa tách ra, các quan trường đồng liêu vẫn nề mặt thẩm tín mà đối xử tốt với họ. Sau đó, khi thẩm tín rời kinh, những người đó không còn kiêng nể, khiến thẩm gia ngày càng lụn bại mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là không có thẩm tín thẩm gia chẳng khác gì những gia đình quan lại bình thường khác ở định kinh không hề có gì đặc biệt nhưng ý thẩm vạn nói lại không phải đơn giản như vậy thẩm quý trần chưa hỏi ngươi muốn nói là có người đang âm mưu chống lại thẩm gia lần này cũng là do bị người hại thẩm vạn cười kỳ quái nhưng không rõ đang cười cái gì chẳng lẽ là thẩm tín đứng sau gây rắc rối. Thẩm quý bừng tỉnh. Lúc này, Trần Nhược Thu đang yên lặng ngồi đã mở miệng, nàng nói, là tuyết nhạn sinh ra cái tiểu tiện nhân thẩm diệu tà môn vô cùng. Các ngươi không nhận ra sao? Những ai dính dáng đến thẩm diệu đều gặp kết cục xấu. Thẩm vạn và thẩm quý đồng thời nhìn về phía Trần Nhược Thu. Trần Nhược Thu như không thấy ánh mắt của họ, tiếp tục nói, đầu tiên là nhị phòng thẩm thanh, thẩm viên, bây giờ đến lượt tam phòng trước đó nhị tẩu cũng không có kết cục tốt trong tay nàng nếu nghĩ kỹ thẩm phủ bắt đầu gặp chuyện liên tục từ khi thẩm diệu thay đổi tính tình con người rất kỳ lạ tâm tư lúc nào cũng đang không ngừng biến hóa trước đây thẩm vạn và thẩm quý chỉ nghĩ thẩm diệu có chút khôn ngoan nhưng không có tài giỏi đến mức như vậy nhưng giờ rơi vào hoàn cảnh này nghe trần nhược thu nói họ cũng thấy có lý như vụ việc minh an nàng nghinh chúa gần đây, sau khi mâu thuẫn với thẩm diệu, nàng nghinh chúa chết bất đắc kỳ tử, mà đến giờ vẫn chưa tra ra nguyên nhân. Thẩm vạn trầm giọng nói, chỉ mình nàng ta cũng không thể làm đến mức này, trừ phi sau lưng có cao nhân chỉ điểm hoặc có chỗ dựa. Chỉ sợ không phải thẩm diệu tìm chỗ dựa, thẩm quý suy tư nói, mà là thẩm gia tìm tới chỗ dựa. Lúc trước trên chiến trường làm sao mà thẩm tín không bị ngã chết. Ta nói bao năm nay sao mọi việc không thuận lợi, hóa ra là Thẩm Tín ngáng chân sau lưng. Hắn nói đầy chính nghĩa, nhưng không hề đề cập đến việc Thẩm gia từng ngáng chân Thẩm Tín bao nhiêu lần. Dù sao đi nữa, lần này sự việc cũng ít nhiều liên quan đến Thẩm Tín, Trần Nhược Thu lúc này đã bình tĩnh lại, nói một câu đúng trọng tâm, bằng không sẽ không có chuyện Thẩm phủ bị liên lụy toàn bộ, mà chỉ có đại phòng Bình Yên vô sự. Mọi người trầm mặc, một lát sau, Thẩm Quý Tàn Nhẫn nói, đã như vậy thì phải kéo họ xuống nước. Dù chúng ta không được lợi, đại phòng cũng không được dễ chịu. Hắn nhìn Thẩm Vạn, tam đệ, chúng ta nghĩ cách kéo Thẩm Tín vào chuyện này. Không được, Thẩm Vạn bình tĩnh nói, đến giờ đã định tội rồi, lôi Thẩm Tín vào chỉ khiến người ta thấy rõ là vu oan. Như vậy, hoàng thượng sẽ càng tin rằng đại phòng không liên quan và sẽ xem chúng ta là gian thần. Còn đại phòng là trung thần. Không nàng nghinh để đại phòng hưởng lợi. Thẩm Quý tức giận nói, vậy thì không nàng nghinh buông tha hắn sao? Thẩm Vạn cười lạnh, ăn rồi lớn như vậy một thiệt thòi, huống hồ cha từng bất nàng nghinh với Thẩm Tín, đã đấu nhiều năm như vậy ta không tin chúng ta lại thua. Coi như không kéo xuống Thẩm Tín, cũng phải khiến hắn mất mặt. Tam để ý là, Thẩm Quý có chút không rõ. Thẩm Vạn hạ giọng hoàng thượng không dễ tiếp cận nhưng còn có người khác người đoán xem hiện tại xảy ra chuyện này ai so với chúng ta càng căm thức trần nhược thu cao mày định vương không tệ thẩm vạn bình tĩnh nhìn trần nhược thu một chút đến lúc này việc trách móc trần nhược thu dưới cơn nóng giận đem tội chứng trình lên đã vô dụng huống chi nguyên nhân của việc này là thẩm vạn vì thường tại thanh mà bỏ rơi trần nhược thu nếu suy nghĩ kỹ có thể có người đã đặt một cái bẫy, tính toán tất cả bọn họ vào trong đó, giờ trách ai cũng vô ích. Mỗi người đều nản lòng, uể oải không thể tả. Nhưng rắn độc, dù trước khi chết, cũng muốn cắn người một cái. Người thẩm ra chính là những con rắn độc như vậy. Thẩm vạn lạnh lùng nói, chúng ta nhất cử nhất động, đều bị người khác giám sát. Trong đó tất nhiên có người của định vương. Nhiều tâm sự của thẩm gia đại phòng cuối cùng sẽ làm định vương khả nghi. Nghĩ đến trước đây định vương muốn hắn tác hợp thẩm diệu và chu vương, đã có vài phần nghi ngờ thẩm diệu. Bây giờ nhiều thêm chuyện của thẩm gia đại phòng, định vương một khi nghĩ rằng thẩm gia đại phòng hãm hại hắn, khiến hắn bị văn huệ đế nghi ngờ, chỉ sợ chỉ muốn lập tức diệt thẩm gia đại phòng. Định vương là ai? Đó là một trong chín hoàng tử, ẩn mình sâu nhất, so với hiên vương còn giống hổ đội lốt cừu hơn bị Định Vương nhắm đến, Thẩm Vạn tin rằng, những ngày sắp tới của Thẩm gia đại phòng sẽ rất khó khăn. Dù cho không thể thay đổi kết cục này, cũng muốn cho Thẩm gia đại phòng một khối u ác tính. Luôn có ngày nó sẽ nảy mầm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, dùng chỉ có mình nghe thấy, "Ta sẽ chờ ngươi ở đường Hoàng Tuyền, đại ca." Định Kinh Thành, vụ án liên quan đến Thẩm Vạn được kết án rất nhanh. Khi dân chúng biết tin tức này, đều có chút không hiểu ra sao. Thẩm phủ, trước đây là uy vũ đại tướng quân phủ, bị xét nhà, gia đình đều lưu vong, chủ tử bị xử trảm. Minh tề lâu rồi không có vụ án nào lớn như vậy, mà vụ án này xem ra cũng không nghiêm trọng đến mức đó. Quan phủ tựa hồ giữ bí mật, tội danh chỉ là ban sai bất lợi, trêu ra đại họa. Nhưng cái đại họa đó là gì, không ai biết. Làm thần tử là như vậy, vua muốn thần chết thì thần không thể không chết. Văn Huệ Đế muốn xử tử triều thần nào, có lúc không cần lý do. Đặc biệt là người thẩm gia, làm quan cũng chỉ là thẩm vạn và thẩm quý. Hai người này trên hoạn lộ cũng dần dần suy vi, không ai đứng ra nói giúp. Dường như cũng có một bàn tay vô hình thúc đẩy, tóm lại, tất cả diễn ra nhanh chóng và bất ngờ. Ngay xử trảm, thẩm diệu quyết định đến xem. La đàm kinh ngạc nhìn thầm diệu, hỏi, tiểu biểu muội đi nhìn cái gì, cảnh tượng đẫm máu như vậy, đầu người lăn xuống, buổi tối sẽ ác mộng. Vẫn là không nên đi. Thẩm tín cùng la tuyết nhạn sẽ không đi xem, họ còn có quân vụ, đương nhiên dù không có quân vụ cũng sẽ không đi. Đối với thẩm gia, la tuyết nhạn không có tình cảm gì, còn thẩm tín thì dù có, những cảm tình phức tạp ấy cũng đã bị những năm qua thẩm gia làm hao mòn không còn gặp lại chẳng khác nào tự tìm phiền não không ai muốn tự tìm không thoải mái thẩm diệu nói ta muốn đến xem ta chưa từng thấy chạm đầu là đàm tức đến nổ phổi chạm đầu có gì đáng xem nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho thẩm diệu con gái thường nhẹ dạ dù thẩm gia không phải người tốt lành gì thẩm diệu cũng sống cùng họ lâu như vậy khó tránh khỏi có chút bi thương đi xem chỉ là tự tìm khổ sở ta bồi muội muội đi thẩm khâu nói thẩm khâu hiểu rõ tính tình bướng bỉnh của thẩm diệu nếu không cho nàng đi thẩm diệu sợ sẽ tự lén lút ra ngoài gây thêm phiền phức hắn cũng không sợ huống hồ có hộ vệ theo cũng có thể bảo vệ thẩm diệu ta cũng đi cùng la lăng cười nói ta cũng chưa từng thấy chạm đầu biểu ca nói nhăng gì đấy la đàm liếc nhìn la lăng trước kia ở tây bắc chẳng phải đã thấy người bị xử trảm theo quân lệnh sao, chặt đầu nhiều lần đến chán, còn nói cái gì lần đầu. Không ngờ bị Đường Muội phá ngang, La Lăng mỉm cười có chút cứng ngắc. Thẩm Khâu nghe vậy, liền nhìn La Lăng đầy ẩn ý, khiến La Lăng cảm thấy bất an, rồi nói, vậy thì cùng đi. La Đàm thấy mọi người đều đi, cắn răng dậm chân nói, vậy ta cũng đi, ta mới không giống một người lưu ở trong phủ. Tiểu biểu muội Ngươi nhớ đừng nhìn quá nhiều. Khi đoàn người đến pháp trường, bên ngoài đã đông nghịt dân chúng, tầng tầng lớp lớp bao quanh đài hành hình. Vì Thẩm Khâu và đoàn người có thị vệ đi theo, những dân chúng liền chủ động mở đường. Xung quanh có người nhận ra Thẩm Khâu, liền khe khẽ bàn luận, chỉ trỏ Thẩm Khâu và Thẩm Diệu. Mọi người đều biết Thẩm gia đại phòng bất hòa với nhị phòng và tam phòng, lại không nghĩ rằng nhị phòng và tam phòng bị xử trảm còn đại phòng thì lại thấy hình. Có người nói đại phòng là nhân họa đắc phúc, năm đó bị nhị phòng và tam phòng áp bức nhưng tránh được tai nạn này, cũng có người nói thẩm tín huynh muội quá lãnh huyết, trơ mắt nhìn người nhà bị xử tử mà không thay đổi sắc mặt. Trên đài, thẩm vạn và đoàn người đều bị mang gông xiềng, ăn mặc bẩn thỉu tù phục, dối bù không còn chút dáng vẻ phú quý. Thẩm Nguyệt và thẩm lão phu nhân bị nhét rẻ rách vào miệng, thẩm Nguyệt liều mạng lắc đầu, mắt lộ ra sợ hãi. Từ trước đến giờ, Thẩm Nguyệt và Thẩm lão phu nhân vô cùng sợ chết. Đến giờ vẫn không thể tiếp thu sự thật này, còn mong có cơ hội cứu Vãn. Thẩm Diệu khóe môi hơi nhếch lên. Ánh mắt nàng lần lượt đảo qua từng người trên đài. Thẩm Vạn, Trần Nhược Thu, Thẩm Quý, Thẩm Nguyệt, Thẩm lão phu nhân. Nghe nói thường tại Thanh trong mục sẩy thai, ngày hôm sau ngục tốt phát hiện Mang nàng ra thì thân thể đã cứng lại. Dù sao cũng được coi là chết do xuất huyết, không bị chặt đầu, để lại toàn thây. Nhưng cái đó có ích lợi gì, mệnh đã không còn, toàn định kinh đều hiểu nàng là kẻ bỏ chồng bỏ con. Tiểu biểu muội, ngươi đang suy nghĩ gì?" La Đàm nhỏ giọng hỏi. "Chỉ là nghĩ đến chuyện trước đây." Thẩm Diệu nhẹ nhàng đáp. Nàng nghĩ đến lúc trong hậu cung tranh quyền với mi phu nhân, chính những người trên đài này đã đâm sau lưng đại phòng. Họ hại chết thẩm khâu, hại chết la tuyết nhạn, khiến thẩm tím tiểu tụy, uyển du và phó minh không có mẫu gia ủng hộ, phải hy sinh trong hoàng cung. Mặc dù có dòng máu chính thống, họ sống như những kẻ hèn mọn. Tất cả điều này đều là do những người trước mắt này ban tặng. Thẩm Nguyệt nói, ngũ muội muội, chúng ta không phải là người cùng một nhà. Không phải cùng nhà, là kẻ thù ít nhất từ bây giờ sau sự kiện này dù đám người trên đài này chết đi nàng và thẩm gia cũng chính thức không còn bất kỳ mối quan hệ nhỏ nào thẩm nguyệt lạc loài quanh đài nhưng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thẩm diệu khi nhìn thấy thẩm diệu ánh mắt của nàng bất ngờ bùng lên thù hận mãnh liệt nếu không bị còng tay thẩm nguyệt có lẽ đã muốn lao tới trước mặt thẩm diệu để trút giận lên khuôn mặt kia thẩm diệu đứng xa đám đông mỉm cười nhìn nàng mặc kệ thẩm nguyệt có thể không thấy rõ, nhưng nàng lại nhếch cằm nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn nàng như đang nhìn con chó. Thẩm nguyệt tức giận hơn, tiếng la hò ngày càng lớn, nhưng người bảo vệ bên cạnh nàng đã nhanh chóng xua đuổi nàng một cái, làm nàng yên lặng tạm thời. Sau đó, nàng quay sang nhìn một hướng khác, khuôn mặt càng thêm phẫn nổ. Thẩm diệu theo dõi ánh mắt của nàng, thấy không xa đó có một hình bóng quen thuộc, đó chính là thẩm đông lăng, một nàng gái trẻ tuổi với nét đẹp tự nhiên, phong thái dịu dàng, đôi mắt lớn, không ai khác. Thẩm Đông Lăng cũng nhìn thấy Thẩm Diệu, nàng mỉm cười như thường, sau đó bước về phía nàng. Khi đã gần, nàng vén áo nhẹ nhàng, lễ phép chào, "Ngũ muội muội." Rồi nhìn về phía Thẩm Khâu, nói, "Đại ca." Thẩm Khâu nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Diệu chăm chú quan sát Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng thường xuyên được khen ngợi về vẻ đẹp và tướng mạo hoàn hảo của mình, nhưng vẻ đẹp đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trong lòng, nàng chẳng khác nào một người không tự tin. Trước đây, Thẩm Đông Lăng luôn ngoan ngoãn và nhút nhát tại nhà Thẩm, nhưng giờ đây, nàng trở nên tự tin hơn, thể hiện sự lạnh lùng giống như một người con gái trưởng thành. Nàng mặc trang phục lộng lẫy, phô diễn vẻ ngoài quý phái, thể hiện sự trưởng thành và quyến rũ nhìn vào người đồng hành bên cạnh nàng, vương bật cũng không đối xử tồi tệ. nếu không, không thể cho nàng gả cho một nàng gái như thế ngoài đời thực. vì thẩm đông lăng ít khi xuất hiện ngoài đời, càng không phải là tại dịp như thế này, nên mọi người xung quanh đều không nhận ra nàng. la đàm cảm thấy ngạc nhiên trước thẩm đông lăng. thẩm đông lăng nhìn thẩm diệu với vẻ vui vẻ, không ngờ lại gặp mũ muội muội ở đây, thật là duyên phận thẩm diệu nhẹ nhàng mỉm cười thẩm đông lăng tỏ ra tự nhiên không hề biểu hiện bất kỳ sự thay đổi nào nghe nói vương bật cũng bị lôi ra nhưng nàng không hề thay đổi biểu cảm chỉ nhẹ nhàng nhìn thẩm diệu và nói nếu ngũ muội muội đến để tìm niềm vui thì ta cũng không từ chối rồi nàng quay sang nhìn lên đài chỉ là nghe nói tại định kinh thành này có chuyện lý thú nên mới đến thưởng lãm đôi khi cũng không tồi khi nói xong một quan trọng trên đài ném một tấm bảng xuống và thét to, canh giờ đến, hành hình. Vài vạch máu cùng một lúc dâng lên. Thẩm Đông Lăng che miệng bằng khăn, nhìn lên, thất vọng đáng tiếc, nhưng không hề thể hiện ra ngoài, giọng nhỏ nói, thật đáng thương. Đúng vậy, Thẩm Diệu trả lời bình tĩnh, thật đáng thương. Đúng thế, thật đáng thương. Cả hai đều nói về việc đáng thương, nhưng trên khuôn mặt của họ không có dấu hiệu biến đổi nào. Thẩm Diệu đã nuối tiếc gia đình Thẩm từ lâu vì hận thù và nàng còn mang một mảng nợ máu từ kiếp trước. Điều này khiến nàng không thể quên. Trong khi đó, Thẩm Đông Lăng lại không như vậy. Mặc dù từ nhỏ nàng và Vạn Di Nương đã phải chịu sự áp đặt của Nhậm Uyển Vân tại Thẩm phủ, khiến cho hình ảnh của nàng trở nên trong trẻo và trong suốt, nhưng Thẩm Đông Lăng không bao giờ thể hiện sự bất mãn. Điều này chính là lý do tại sao nàng trở nên lạnh lùng hơn mỗi ngày. Những người cầm quyền trên đài đều đang di chuyển những thi thể, nhưng Thẩm Đông Lăng lại không có hứng thú. Nàng nhìn Thẩm Diệu và nói, trước đây khi ở trong phủ, vì thân thể của ta không được phép, nên ta không bao giờ ra ngoài cùng Ngũ Muội Muội. Đến lúc ra đi cũng không thoải mái, nhưng trong lòng ta luôn nhớ về Ngũ Muội Muội. Nếu có cơ hội khác, Ngũ Muội Muội có thể ghé qua vương phủ, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Thẩm Khâu ở một bên nhìn chằm chằm anh ta có lẽ đã có nhiều tình cảm đặc biệt với thẩm đông lăng đặc biệt là sau sự việc ở thẩm vạn trong khi thẩm nguyệt và trần nhược thu đều không thoát khỏi việc gả thẩm đông lăng đã mang lại bình yên cho nàng dĩ nhiên nàng gái này có lẽ không cần quan tâm đến những điều đó nhưng có vẻ như hoàng tử của gia đình vương không thể chạy khỏi trách nhiệm một tâm gan nhỏ lại làm cho những người yếu đuối cảm thấy sợ hãi khiến cho những người phu quân mới kết hôn với nàng quay quần quật xung quanh nàng. Thẩm Khâu không phải là người ngu ngốc, và anh ta luôn cảm thấy Thẩm Đông Lăng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nàng. Đặc biệt là bây giờ, khi anh ta nhìn thấy nàng cười kiêu ngạo, mặc dù nàng không thích chiếc vương miện, nhưng Thẩm Đông Lăng càng không muốn gần gũi với Thẩm Diệu. Thẩm Diệu nghe vậy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó hỏi, "Nhìn thấy Tam tỷ tỷ thế nào? Vương thiếu gia đối đãi rất tốt." Thẩm Đông Lăng nhún vai nhẹ nhàng, "Vương gia đang đói." Thẩm Diệu mỉm cười lạnh, "Chỉ là một vương gia đói, trong mắt của người bình thường không đáng kể." Chắc chắn không cần phải nịnh bợ để chiếm lòng người. 163. Hoài nghi. "Đúng vậy, thật đáng thương." Cả hai nói lẫn nhau trong miệng, nhưng trên khuôn mặt không thể thấy bất kỳ biểu hiện nào thay đổi. Thẩm Diệu đã nuối tiếc và căm hận gia đình Thẩm Từ Lâu đồng thời còn mang theo một mối nợ máu từ kiếp trước, khiến nàng không thể giải bày hết. Trong khi đó, thẩm đông lăng lại không như vậy. Dù từ nhỏ nàng và mẹ bị áp đặt tại nhà họ thẩm, nhưng thẩm đông lăng không bao giờ tỏ ra bất mãn. Điều này chính là nguyên nhân khiến nàng ngày càng trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn. Những tiếng ủng ục ủng ục vang lên từ khu vực đám đông, cùng với những tiếng kêu kinh ngạc, những nàng gái nhút nhát đã bắt đầu hét lên vì mọi người trong gia đình thẩm đều là tội thần, không được phép để thi thể bị phân hủy, vì thế cấp trên đã ra mệnh xử lý. Mặc dù gọi là xử lý, nhưng chỉ là việc đốt cháy sạch sẽ. Nhìn những người quan sai di chuyển thi thể, thẩm đông lăng như đã mất hứng thú. Nàng nhìn thẩm diệu và nói, trước đây ở trong nhà, vì lý do sức khỏe, ta chưa từng đi chơi với muội. Bây giờ, khi gả ra ngoài, càng không thuận tiện hơn nhưng trong lòng ta vẫn nhớ đến muội nếu muội có hứng thú có thể ghé vào vương phủ ngồi chơi một chút hai chúng ta có thể nói chuyện để giải trí thẩm khâu đứng một bên nghe lông mày liền cau lại hắn vốn không chắc có bao nhiêu yêu thích đối với thẩm đông lăng đặc biệt là khi thẩm vạn xảy ra chuyện khiến thẩm nguyệt và trần nhược thu đều không thể may mắn thoát khỏi nhưng thẩm đông lăng lại bình yên vô sự đương nhiên nàng là thứ nữ có lẽ không cần phải tính toán chi ly như vậy, nhưng dường như người đứng sau vương gia mới là người đáng để đối đầu. Một người nhát gan lại hèn nhát như vậy, làm cho phu gia mới lấy nàng không lâu lại vây quanh nàng xoay quanh, thẩm khâu không phải người ngu, luôn cảm giác thẩm đông lăng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đặc biệt là khi nhìn thẩm đông lăng kiều kiều mị mị, tâm tính nhưng lạnh lùng mỏng manh, càng không thích nàng, càng không muốn thẩm diệu thân cận với nàng. Thẩm diệu nghe vậy, chỉ cười không lưu ý, trái lại hỏi, xem dáng vẻ của tầm tỷ tỷ, vương thiếu gia đối đãi tam tỷ tỷ rất tốt. Thẩm đông lăng có chút ngượng mùng cúi đầu, người vương gia phúc hậu. Thẩm diệu cười lạnh, người vương gia phúc hậu. Sợ cũng không hẳn vậy, mặc kệ người vương gia dày hay không tử tế. Thẩm Đông Lăng không thể nào phúc hậu như vậy Thẩm Đông Lăng kiếp trước cũng không qua khỏi sự chèn ép của Nhậm Uyển Vân, nên nàng không dám làm càn chỉ là nàng và phó tu nghi giống nhau, rất giỏi ẩn giấu. Không biết sau khi thẩm diệu chết, trong tương lai đấu tranh, thẩm đông lăng có chiếm được thượng phong hay không? Đã như vậy, đều là phúc phận của ngươi. Thẩm diệu hời hợt nói, chúng ta còn có việc, không quấy giày tam tỷ tỷ nữa. Thẩm đông lăng vội vã từ biệt, ngũ muội muội tạm biệt. Thẩm diệu không muốn nói thêm, liền rời đi trước, thẩm khâu chỉ nhàn nhạt gật đầu chào từ biệt. La Đàm và La Lăng nhanh chóng theo sau. Khi đoàn người Thẩm Diệu rời đi, nha đầu Hạnh Hoa của Thẩm Đông Lăng không cam lòng chép miệng. Trước kia Hạnh Hoa có chút ngu xuẩn nhu nhược, bây giờ theo Thẩm Đông Lăng vào vương gia, làm của hồi môn đại nha hoàn, chủ tử lại là thiếu nãi nãi, sống lưng thẳng hơn chút, không còn như trước cẩn thận dè dặt, thậm chí có phần ngông cuồng. Hạnh Hoa oán giận, phu nhân tốt như vậy mà đối với Ngũ tiểu thư ngũ tiểu thư lại không cảm kích thật là vô lý nàng là đích ta là thứ tự nhiên coi thường ta thẩm đông lăng không tức giận như hạnh hoa nhưng ngài hiện tại cũng là vương gia thiếu nãi nãi không thể như trước được lại nói ngũ tiểu thư ngày sau xuất giá không có tỉ muội bên cạnh không chừng sẽ bị người ta cười không mong lấy lòng phu nhân nhưng lại lạnh lùng như vậy ngày sau cầu cũng không được Thẩm Đông Lăng cười nhạt, chỉ là cái vương gia thiếu nãi nãi, trong mắt người khác không đáng nhắc tới, hà tất phải nịnh bợ lấy lòng. Chỉnh sửa ngữ pháp và làm cho đoạn văn rõ ràng hơn. Hạnh Hoa tức giận, ngài là chính kinh quan gia phu nhân, Ngũ tiểu thư sau này phải gả cho ai, chẳng lẽ còn muốn gả hoàng tử sao? Danh tiếng của nàng đã bị hủy từ mấy năm trước, ai dám cưới người như vậy? Hạnh Hoa, Thẩm Đông Lăng nhướng mày, như cảm thấy nha hoàn nói hơi quá. Hạnh Hoa vội vàng im lặng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bất bình. Danh tiếng có đáng là gì, thẩm đông lăng nhẹ giọng nói. Dựa lưng vào cây đại thụ thẩm gia quân và mảnh đất la gia quân, nàng dù có gả cho đương kim thiên tử cũng không ai cản. Chỉ là, thẩm đông lăng cười đầy ẩn ý, không phải cứ gả thăng chức là tốt đẹp. Ở một đầu khác, là đàm vừa vặn quấn quýt lấy thẩm rượu hỏi, Tiểu biểu muội, vị kia là thứ muội của ngươi sao? Ta nhìn không giống như người nói nhu nhược và mờ nhạt chút nào. Trước khi đến Định Kinh, La Đàm có lẽ không nhận ra người trong phủ thẩm, nên đã hỏi thăm hạ nhân về tính tình các chủ tử. Về Thẩm Đông Lăng, ít người nhắc tới, vì Tam tiểu thư luôn kín đáo và thấp kém. La Đàm thấy bối cảnh của La gia mỗi người đều bướng bỉnh, đặc biệt là La Đàm và La Thiên nên thật khó tưởng tượng cuộc sống của thẩm đông lăng ai ngờ hôm nay nhìn thấy hoàn toàn không giống như lời hạ nhân nói thẩm đông lăng khác xa tưởng tượng của nàng thẩm diệu cười người lúc nào cũng có thể thay đổi la đàm suy nghĩ một chút rất đồng ý nói đúng vậy nàng bây giờ gả cho người có lẽ được nhà chồng yêu thích nên mới thay đổi tính tình lập tức thở dài muốn làm người trước sau như một thật là khó thẩm diệu bị nàng làm cho buồn cười thẩm khâu hỏi muội muội xem xong hành hình bây giờ có thể về phủ chưa dường như hắn vẫn còn sợ hãi về việc thẩm diệu từng bị người cướp đi thẩm diệu vừa định trả lời thì đột nhiên nghe thấy một giọng thanh thúy thẩm gia tỉ tỉ thẩm diệu quay đầu lại người đến là một tiểu nàng ninh tử như ngọc mặc áo lụa màu xanh lục viền áo theo lá rất khác biệt và độc đáo Tiểu Na Nghinh từ khoảng 11, 12 tuổi, đã là một thiếu niên nhỏ, trông rất tuấn tú nhưng vẫn còn nét trẻ con. Dù chưa đủ tuổi để đội mũ quan, hắn đã đeo một cái ngọc quan nhỏ, hai sợi tơ rủ xuống hai bên tai. Bên hông có một ngọc hồ lô, trắng như tuyết, nước nộn nộn, thực sự đáng yêu như người trong tranh bước ra. La đàm tròn mắt, ở tiểu Xuân Thành, trẻ con đều như khỉ, đâu có ai đáng yêu và xinh đẹp như vậy hơn nữa lại ra dáng làm việc, khiến người ta đều tan chảy. Ngay cả La Đàm, người không thích trẻ con, cũng bị tiểu thiếu niên này hấp dẫn, huống chi là những người khác. La Lăng và Thẩm Khâu hơi kinh ngạc, thấy thiếu niên này có vẻ rất quen thuộc với Thẩm Diệu. Thẩm Diệu nhíu mày, cảm thấy mặt mày thiếu niên có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Cậu thiếu niên kia vốn cho rằng Thẩm Diệu sẽ nhanh chóng gọi tên mình, không ngờ Thẩm Diệu chỉ nhìn hắn đờ đẫn vì vậy hắn đi tới bên cạnh thẩm diệu hắn thấp hơn thẩm diệu phải ngửa đầu liền thế cùng thẩm diệu mắt to trừng mắt nhỏ khi thẩm diệu định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng thì nghe thấy một tiếng cười khẽ bên cạnh thẩm ngũ tiểu thư thẩm đại thiếu gia người đến mặc trường bào màu lam xiêm y giống hệt cậu thiếu niên kia chỉ là người này lớn hơn nhiều dáng dấp là thanh niên mặt mày có vài nét tương tự dáng vẻ tuấn tú nụ cười phong nhã người này thẩm diệu và thẩm khâu đều nhận ra đó là tô minh phong người của bình nam bá quý phủ nhị đệ không hiểu chuyện mong rằng không làm phiền ngũ tiểu thư tô minh phong cười nói thẩm diệu suýt cắn phải lưỡi cậu thiếu niên tức giận nhìn hắn thẩm diệu hỏi tô minh lãng hai năm không gặp ngươi không nhận ra ta sao tô minh lãng giận dữ nói ngươi không nói sẽ tặng ta lễ vật sao? Thẩm Diệu chỉ cảm thấy khó tin. Hai năm trước, Tô Minh Lãng còn mập như một cục gạo nếp, không thể gọi là tuấn tú hay xinh đẹp, chỉ là trắng trẻo giống hiện tại. Nhưng hai năm qua, trước mặt nàng là một thiếu niên tuấn tú, sao có thể gầy đi nhiều như vậy? Người ta nói nữ đại 18 biến, nam đại cũng 18 biến sao? Tô Minh Lãng vẫn đang giận dỗi. La Đàm không nhịn được, Sờ sờ đầu Tô Minh Lãng. Là đàm thích nhất là những thứ đẹp mắt, thấy Tô Minh Lãng dễ thương, nàng càng thấy hiếm lạ. Nhìn qua Tô Minh Phong, nàng nhanh miệng nói, không hổ là hai huynh đệ, đều đẹp mắt như nhau. Tô Minh Lãng đang bực mình vì Thẩm Diệu không nhận ra mình, chưa từng gặp nữ tử nào thẳng thắn như vậy. Bị khen đột ngột, hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Thẩm Khâu và La Lăng cũng vội vàng chào hỏi hai huynh đệ. Thẩm Diệu nhìn Tô Minh Lãng, cười nói, lễ vật ở nhà ta, ta sẽ cho người đưa tới sau. Từ khi trở lại định kinh thành, Thẩm Diệu đã gặp nhiều chuyện, thật sự quên mất Tô Minh Lãng. Lần này thấy Tô Minh Lãng thay đổi nhiều, nàng không khỏi cảm khái. Trẻ con thường phát triển nhanh, mỗi ngày một khác. Nhớ đến Uyển Du và Phó Minh, khi nàng rời đi chúng còn nhỏ, lúc trở lại gần như không nhận ra được. Tô Minh Lãng không thù dai, Nghe vậy lập tức vui vẻ. Hắn hỏi, "Thẩm tỷ tỷ đến dạo phố sao?" Tô Minh Phong ngượng ngùng cười, hắn biết hôm nay là ngày Thẩm gia bị chém giết và tịch thu gia sản. Trước kia, Thẩm gia đại phòng và hai, ba phòng đều không hợp nhau. Nơi này gần pháp trường, nghĩ rằng Thẩm Diệu đến xem lễ, nhưng không thể nói thẳng ra với nhị đệ mình. Thẩm Diệu đáp, "Đi dạo thôi, giờ ta phải về phủ rồi." Tô Minh Lãng ngoan ngoãn gật đầu, nói, nhớ gửi lễ vật cho ta nhé. Tô Minh phong vỗ vào sau gáy hắn một cái, khiến Tô Minh Lãng ôm đầu, tức giận nhìn hắn. Sau đó, cậu quay lại phía thẩm diệu, chuẩn bị nói lời từ biệt, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại, chỉ vào vòng tay trên cổ tay thẩm diệu và nói, thẩm tỉ tỉ. Cái ngọc hoàn này trông giống hổ đầu hoàn mà tạ ca ca từng làm. Nghe câu này, mọi người đều sững sờ. Thẩm Khâu và La Lăng không biết chuyện gì về hổ đầu hoàn, La Đàm thì ngạc nhiên, còn Thẩm Diệu thì cảm thấy trột dạ. Tô Minh Lãng nói ngây thơ, đã thấy Tô Minh Phong hơi nhướng mày. Nhìn trên cổ tay trắng như tuyết của Thẩm Diệu, quả nhiên có một chiếc ngọc hoàn đơn giản, màu xanh biếc óng ánh, trông như một cây trong núi sâu. Ngọc hoàn này không phải chỉ là một chiếc vòng đơn thuần mà còn bị tách đôi ở đầu, giống như một đôi song hoàn trên đó không có dấu vết điêu khắc chỉ có một phần nhô ra được khắc hình đầu hổ nhỏ thẩm diệu cảm thấy cái đó giống đầu mèo hơn đó là một trong những món trang sức tạ cảnh hành tặng cho nàng thẩm diệu vốn cho rằng những món trang sức này đều rất quý giá mỗi món đều có nét đẹp riêng nếu đeo hết trên người chắc chắn sẽ rất lộng lẫy nhưng sau đó cốc vũ nói nàng nương không thể đeo hết những thứ này cùng một lúc chúng đều quá quý trọng chúng cần được phối với trang phục lộng lẫy mới hợp, nếu mặc đơn giản, sẽ không ra ngô ra khoai. Thẩm diệu cảm thấy nhụt trí. Tạ cảnh hành không thiếu bạc, nhưng tặng quá nhiều trang sức, chẳng lẽ nàng phải mua một bộ trang phục lộng lẫy để mặc cùng sao? Dù có mua, nàng cũng thấy dườm già. Sau khi suy nghĩ, nàng chọn phỉ thúy song hoàn vì nó đơn giản nhất, và còn giấu kim bên trong, trông khá đơn giản. Dù vậy, La Tuyết Nhạn vẫn khen ngợi nước Ngọc rất tốt. Có thể nói tạ cảnh hành tặng những món đồ không hiểu được sự biết điều. Trong lúc nàng hơi thất thần, Tô Minh Phong nghiêm túc nhìn nàng. Trước khi Thẩm Diệu kịp phản ứng, hắn nắm lấy tay nàng và nói, "Xin lỗi vì sự bất tiện." Thẩm Diệu theo bản năng rút tay lại, nhưng Tô Minh Phong nắm rất chặt. Hơn nữa, hắn không nắm trực tiếp cổ tay nàng, mà qua một lớp tay áo, tư thế này rất kỳ lạ thẩm khâu và la lăng đồng thời lộ vẻ lạnh lùng thẩm khâu nói tô nàng nghinh tử ngươi quá lỗ mãng tô minh lãng tròn mắt đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nghe có người nói đại ca của mình lỗ mãng tô minh phong nhanh chóng buông tay ra chắp tay xin lỗi thẩm diệu vừa rồi là ta mạo phạm xin lỗi hắn thực sự chưa làm gì quá đáng thẩm diệu không thể quá để ý nàng chỉ không biết tô minh phong đã phát hiện điều gì sau đó, hắn hỏi, "Ngũ tiểu thư, vòng hổ đầu này từ đâu mà có?" Thẩm Diệu trong lòng hồi hộp, La Đàm và những người khác đều choáng váng. Một nam tử như Tô Minh Phong, tại sao lại hỏi về trang sức của một nữ tử? Ngay cả Tô Minh Lãng cũng nhìn Tô Minh Phong với ánh mắt kỳ lạ. Tô Minh Phong không bị lay động, vẫn nhìn Thẩm Diệu với vẻ kiên trì, dường như rất muốn nghe câu trả lời từ nàng. Thẩm diệu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói là từ một thương nhân nước ngoài mà mua lại, chỉ nói là hàng ngoại nhập, không ngờ tô nàng in tử nhận ra. Vòng này gọi là hổ đầu hoàn sao? Biểu hiện của tô minh phong thoáng chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lên tinh thần và nói, đúng vậy, nó gọi là hổ đầu hoàn. Ngũ tiểu thư có sẵn lòng bán lại vòng này cho ta không? Khụ khụ la đàm bị nước miếng của mình làm sặc. Kinh thành này quả thật kỳ quái một thanh niên tuấn tú đẹp mắt lại thích mua đồ trang sức nữ. Nghe nói có những gia đình giàu có có những sở thích quái lạ, như siêu tập yếm của phụ nữ, mặt nữ nhân yên chi, xem ra tô nàng hình tử thích đồ trang sức của phụ nữ. Tô Minh Lãng nói, đại ca, ngươi muốn mua hổ đầu hoàn này cho nàng nương tâm ý sao? Nghe câu này, thẩm khâu và la lăng ngay lập tức hiểu ra, la đàm cũng sững sờ, hóa ra không phải mua cho mình mà là mua cho nàng nương yêu dấu thẩm diệu nhanh trí suy nghĩ sau đó khẽ cười nói đây dù sao cũng là đồ trang sức thân thiết của ta bất kể là bán hay tặng cũng không phù hợp khi trao cho nam nhân khác huống hồ nếu tô nàng nghinh tử muốn mua cho nàng nương tâm ý cũng không nên đưa nàng đồ đã qua tay người khác nếu tô nàng nghinh tử có lòng ta biết ở chân bảo các định kinh có vài bộ đồ trang sức không tệ tốt hơn cái này nhiều Lời đã nói đến mức này, ngay cả quy tắc khuê phòng cũng đã nhắc đến. Đưa đồ trang sức cá nhân của mình cho một nam nhân, người khác sẽ nghĩ gì? Không thể. Thẩm Khâu cũng gật đầu nói, đúng vậy. Việc liên quan đến đồ trang sức khuê phòng của muội tử, không thể có sơ suất. Tô Minh Phong chỉ biết cười nói, đã như vậy, đành phải tiếc nuối thôi. Sau đó, hắn nói vài câu khách sáo rồi cùng Tô Minh lãng chào từ biệt thẩm diệu và đoàn người. Khi sắp đi, Tô Minh Phong bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía thẩm diệu, do dự một chút rồi hỏi, ngũ tiểu thư có từng gặp tạ gia tiểu hầu gia của Lâm An Hầu Phủ. Thẩm diệu sững sờ, mấy người bên cạnh cũng đều sững sờ. Mọi người đều biết tạ cảnh hành đã chết hai năm trước, Tô Minh Phong điên rồi sao? Thẩm Diệu bật cười, tạ ra tiểu hầu ra mất sớm, ta làm sao gặp được. Tô thiếu gia có thành kiến gì với ta, hay cố tình nguyền rủa ta đây? Tô Minh Phong không nói gì thêm, lần này thật sự mang theo Tô Minh Lãng rời đi. Chờ đến khi trong đám người không còn thấy bóng dáng hai người bọn họ, là đàm mới sờ vai mình và nói, ra cả người nổi da gà. Tiểu biểu muội, sao tự nhiên người kia lại hỏi ngươi gặp một kẻ đã chết? Thẩm Diệu nói, chắc điên rồi ta cũng nghĩ vậy la đàm rất tán thành thẩm khâu nhướng mày sau này ít qua lại với tô gia nói thẩm diệu gặp người đã chết ở đâu mà gặp tại sao phải gặp vô duyên vô cớ mang đến xui xẻo dù sao thì hắn tại sao lại muốn hỏi ngươi la đàm hiếu kỳ hỏi tiểu biểu muội có giao tình gì với vị tạ tiểu hầu gia kia không tuyệt không liên quan bất tương vãng lai Thẩm Diệu đáp tám chữ. La Lăng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Thẩm Diệu không biết rằng, ngày hôm đó, khi nhìn thấy vòng tay hổ đầu hoàn trên tay nàng, Tô Minh Phong đã đứng ngồi không yên suốt cả ngày. Ngay cả Tô Dục cũng nhận ra sự lạ thường của Tô Minh Phong, liền hỏi hắn có chuyện gì. Hiện tại, Tô gia của Bình Nam Bá đã cố gắng giữ kín bí mật, ai cũng biết triều đình đang có biến động, không nên dính vào. Tô gia đã quen với những tháng ngày yên bình, Tô Minh Phong lại không có ý định tham gia vào triều chính, thái độ này không hợp với bối cảnh. Khi ăn cơm, Tô Minh Phong chỉ trả lời qua loa, sau đó quay về phòng mình. Tô Dục và Tô phu nhân nhìn nhau, Tô phu nhân hỏi: "Hắn làm sao vậy?" Tô Dục lắc đầu. Tô phu nhân thẳng thắn hỏi tiểu nhi tử Tô Minh Lãng: "Minh Lãng, hôm nay ngươi và đại ca ra ngoài, gặp ai?" Tô Minh Lãng vừa ăn vừa trả lời Vô Tư, gặp Thẩm Gia Tỷ tỷ. Đại ca hỏi Thẩm Gia Tỷ tỷ muốn đồ trang sức, Thẩm Gia Tỷ tỷ không cho, nói như vậy không hợp quy củ, đại ca liền không vui. Tô phu nhân và Tô Dục hít một hơi lạnh. Lời nói của Tô Minh Lãng tuy không đầu không đuôi, nhưng trong tai hai người lớn lại có ý nghĩa rằng Tô Minh Phong đang thân cận với nàng nương Thẩm Gia. Thẩm Gia nàng nương vì giữ gìn quy tắc khuê phòng mà không cho khiến Tô Minh Phong tức giận. Tô phu nhân đặt đũa xuống, hỏi, ngươi nói thẩm gia tỷ tỷ, có phải là thẩm gia ngũ tiểu thư? Hiện tại, thẩm gia nhị phòng và tam phòng đều đã bị xử tử, đương nhiên không thể là thẩm nguyệt. Thẩm thanh đã chết hai năm trước, thẩm đông lăng đã gả vào vương gia, nàng nương chưa xuất giá của thẩm gia chỉ có thể là thẩm diệu. Tô phu nhân đầu tiên nghĩ đến là uy vũ đại tướng quân thẩm gia, dù sao định kinh chỉ có thẩm gia nổi danh nhất. Tô Minh lãng gật đầu mạnh mẽ. Lần này Tô Dục cũng không yên lòng, ông run rẩy chỉ vào Tô Minh lãng hỏi, đại ca ngươi hỏi người ta muốn đồ trang sức. Tô Minh lãng gật đầu như gà mổ thóc. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự không thể tin nổi. Theo lý, Tô Minh Phong đã hơn 23, tuổi này ở gia đình bình thường đã sớm thành thân, con cái đều đã lớn. Nhưng Tô Minh Phong lại không chịu cưới vợ. Từ nhỏ hắn còn có tạ cảnh hành của Lâm An Hầu Phủ làm bạn. Tô Dục không lo lắng vì biết tạ cảnh hành là người trêu chọc nàng nương yêu thích. Theo cùng hắn thì không sai được. Nhưng từ khi tạ cảnh hành chết, Tô Minh Phong như muốn làm hòa thượng. Suốt hai năm qua không thấy hắn quan tâm đến nàng nương nào. Dù có phải là do ánh mắt cao, tiếp tục như vậy, Tô Dục và Tô Phu Nhân đều muốn hoài nghi Tô Minh Phong có phải là đoạn tụ hay không. Nghe Tô Minh Lãng nói, hai vợ chồng vừa vui vừa lo. Vui vì Tô Minh Phong vẫn là một nam tử bình thường, yêu thích nữ tử. Lo vì hắn coi trọng ai không được, lại là con gái thẩm tín, người cầm quyền cao. Nếu ngày nào đó văn huệ đế thu thập thẩm tín, Tô Gia cũng sẽ bị liên lụy. Chẳng lẽ giấu rốt mãi không dễ dàng? lại muốn nhảy vào một hố lửa khác. Nghĩ như vậy, nhức đầu không thôi. Tô phu nhân săn sóc, nói, đừng vội, Minh Lãng nói không rõ ràng. Nếu như Minh Phong thật sự yêu thích thẩm gia tiểu thư, chắc chắn sẽ có biểu hiện. Kim Phượng, người đi gọi tất cả gia nhân trong sân đại thiếu gia đến. Ta có việc muốn hỏi họ. Trong phòng, Tô Minh Phong qua lại tản bộ. Hắn không nhìn lầm, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để hắn nhìn rõ và thăm dò rõ ràng. Trên cổ tay của thầm diệu, vòng ngọc kia rõ ràng chính là hổ đầu hoàn. Hổ đầu hoàn tổng cộng có hai chiếc, một chiếc ở trong tay vinh tín nàng ninh chúa, chiếc còn lại xuất hiện trên cổ tay thầm diệu. Tô Minh Phong vẫn cho rằng chiếc thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện, bởi vì tạ cảnh hành đã chết rồi. Trong thiên hạ chỉ có tạ cảnh hành mới làm được hổ đầu hoàn. Khi đó, Tô Minh Phong cùng Tạ Cảnh Hành vẫn còn là những thiếu niên phi ngựa khắp trốn. Một ngày, hắn thấy Tạ Cảnh Hành cầm một chiếc vòng tay đang đánh bóng, hắn cười nhạo Tạ Cảnh Hành một phen. Thực ra, trong lòng hắn rất tò mò, vì Tô Minh Phong hiểu rõ Tạ Cảnh Hành, tuy rằng Tạ Cảnh Hành sinh ra tuấn tú và bất cần đời, nhưng thực ra hắn không hứng thú với những thứ phụ kiện hoa lệ, càng không nói đến những vật dành cho nữ nhân. Tô Minh Phong tò mò liền hỏi dò tạ cảnh hành lườm hắn một cái chỉ nói đó là ám khí sau đó tô minh phong mài cho đến khi tạ cảnh hành thiếu kiên nhẫn tạ cảnh hành liền cho hắn xem cái vòng tay làm thành hai chiếc nối liền nhau bên trong ẩn dấu ám khí có độc rút kim có thể dùng để phòng thân tô minh phong cảm thấy rất thú vị muốn lấy nhưng tạ cảnh hành xem thường đây là cho nữ nhân dùng ngươi đeo vòng tay cho ai xem Tô Minh Phong liền yển tức kỳ cổ. Sau đó hắn thấy Tạ Cảnh Hành đưa chiếc vòng tay cho Vinh Tín nàng Ninh Chúa. Từ khi Ngọc Thanh nàng Ninh Chúa chết, Vinh Tín nàng Ninh Chúa rất yêu thương Tạ Cảnh Hành, tình cảm của họ rất sâu đậm, nên việc Tạ Cảnh Hành tặng vòng cho Vinh Tín nàng Ninh Chúa là có thể hiểu được. Tại sao gọi là hổ đầu hoan? Chính là vì Tạ Cảnh Hành tự khắc một con hổ đầu trên đó, chạm khắc không đẹp, xấu như chó. Tô Minh Phong cười nhạo không ngớt, nhưng vinh tín nàng Ninh chúa lại rất thích. Tạ cảnh hành phản lại hứng thú, nói còn muốn khắc thêm một con nữa. Thế nhưng loại phỉ thúy chất ngọc rất khó tìm, vẫn không tìm được. Mãi đến hai năm trước, Tô Minh Phong tìm cho hắn một khối từ tay một phú thương, nhưng chất ngọc không bằng trước, có nhàn nhạt vết trắng, nhìn kỹ vẫn có thể thấy. Trước khi xuất trinh, tạ cảnh hành còn cầm khối ngọc này, Nói trên đường tẩy nhạt sẽ khắc thêm hổ đầu hoàn Ai ngờ vừa đi thì người và Ngọc mãi mãi cách xa nhau như trời với đất Mà trên tay Thẩm Diệu, chiếc hổ đầu hoàn đó Dưới ánh mặt trời có nhàn nhạt vết trắng Cơ quan và kỹ thuật tinh xảo Và cái chạm khắc xấu đến khó tin đó Giống hệt như tác phẩm của Tạ Cảnh Hành Tạ Cảnh Hành rời Kinh Thành hai năm trước Thẩm Tín cũng đi Tây Bắc hai năm trước Thẩm Tín đi trước khi Tạ Cảnh Hành rời đi và lúc đó tạ cảnh hành vẫn còn giữ khối ngọc này. Lẽ nào trong hai năm qua thẩm diệu và tạ cảnh hành đã từng gặp mặt sao? Nhưng lúc đó tạ cảnh hành đã chết rồi. Hơn nữa, cái vòng tay trên cổ không được đánh bóng lâu, còn chưa đủ tinh xảo để làm cho nó tỏa sáng. Tô Minh Phong trong lòng xôn xao, giơ tay gọi một người đến gần và nói, hãy gọi một số người đến phủ thẩm tín canh chừng, quan sát thẩm ngũ thiểu thư, nếu có bất kỳ biến động nào, thậm chí là việc nhỏ nhất, báo ngay cho ta biết. Tô Minh Phong không ngờ rằng lời nói này truyền đến tai Tô Lão Gia và Tô Phu Nhân khiến họ thật chấn động. Ôi trời ơi, Tô Dục nói, Minh Phong thực sự có tình cảm sâu sắc với nàng gái này. Trước đây ta nghĩ Minh Phong sẽ không bao giờ làm những hành động như vậy, lấy trộm đồ trang sức của người khác như vậy. Ta chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lời nói dối của Minh Lãng, không nghĩ rằng nó lại là sự thật. Tô phu nhân cảm thấy đau đớn trong lòng, uống một ngụm trà trước khi nói, làm sao có thể thay đổi một cách đáng kinh ngạc như vậy? Mua giòm người khác, điều này không phải là cách để theo đuổi tình yêu, và những hành động bên ngoài không khác gì một kẻ không biết kiềm chế. Sao trước kia hắn rụt rè, nay lại thay đổi thành một người khác? Còn mua chuộc người lầm cơ sở ngầm, theo đuổi nàng nương nhà người ta cũng không phải theo đuổi thế này hành động như vậy không khác gì một kẻ không biết kiềm chế có lẽ là vì tình cảm đắng cay đây tô dục thở dài đứa bé này theo ta là lụy tình rồi tô phu nhân lườm hắn một cái nhưng hãy nhìn vào tình hình từ một góc độ khác nếu không cho minh phong lấy liệu hắn ta có thể chết tâm không trước hết chúng ta cần gửi một thư mời chính thức đến nhà thẩm tại sao lại gửi thư mời tô dục không hiểu còn có cách nào khác không nếu không làm thế con trai của ông sẽ sầu não như tức phụ tô phu nhân nói một cách đầy áp lực phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn